con được ấy. Đuổi con khác đi, con thú cưng con khác. Tao đuổi áo này ấy, lọc lè luôn, đẹp luôn. Rồi rồi này đó, rồi này mình thấy ngầu hơn đấy. Tắt môi. Ít hơn một con này là gì? Ok. Nhân vật huyền thoại của tôi anh em. Đây. Bên này kiểu gì nó trả bên này. Bóc đằng sau là mình xử lý thôi. À, trên nóc nhà. Các thủ đánh thủ với ta. Rút đồ ở đây. Rút đồ ở đây. Có địch. Triple kill. Tôi cần trang bị. Cảm ơn nha. Tuyệt vời quá anh em ơi. Tài nguyên ở đây. Cảm ơn nha.
Tài nguyên ở đây. Cũng khủng luôn. Cảm ơn nhé. Quá sướng luôn.